Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tiếp tục là một video người dùng đánh giá điện thoại. Hôm nay sẽ là chiếc Redmi K60 Ultra. Tức là mình đã đăng một bài viết trên trang cá nhân này, cộng với cả vào các hội nhóm, hỏi ý kiến những em đang dùng chiếc Redmi K60 Ultra, xem là nhược điểm máy là gì, có bị lỗi gì hay không. Sau đó mình sẽ tổng hợp lại trong video ngày hôm nay. Cụ thể như nào thì bắt đầu video nhé. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là Mobile City Mega Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không thể xuất được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Rồi, quay trở lại video ngày hôm nay. Ở phần đầu tiên, mình sẽ tổng hợp những comment của anh em đánh giá về chiếc Redmi K60 Ultra. Còn ở phần sau thì mình sẽ nêu ra quan điểm cá nhân nhé. Và các bạn lưu ý, những comment của anh em trên nhóm ấy thì mình sẽ có xu hướng chọn ra những cái comment chê. Đấy, tại vì khen thì mình khen khá là nhiều rồi. Bây giờ anh em xem video của mình ấy, thích xem chê đúng không ạ? Hãy cùng bắt đầu nhé. Con này tất cả đều ngon, nhưng Snap thủ không thích lắm, chuẩn luôn. Máy sử dụng con chip Dimensity 9200 Plus thì khá nhiều bạn không thích. K60 Ultra mình như anh em ít mua do chip Dimensity. Đã dùng qua, giờ quay xe chọn K60 Pro. Vì K60 Ultra này chip Dimensity 9200 này, quảng cáo thì mạnh, nhưng chơi game nhiệt còn cao hơn cả 8 Gen 2. Đồ họa kém hơn Snap, pin tối ưu không tốt, để không pin cũng tụt, ROM gốc. Thiết kế thì khung viền nhìn rõ nhựa, còn lại mọi thứ khá ổn. Nốt comment cuối về chip nhé. Không mua vì Dimensity chăng? Chơi Genshin thấy răng cưa nhìn chán lắm. Ok, thì mình cũng công nhận là với dòng chip Dimensity, khi mà các bạn chơi game ấy, hình ảnh render ra nó sẽ xấu hơn một chút so với cả Snapdragon. Con này ok đó, mà mỗi tội chụp ảnh không đẹp lắm, ý kiến riêng. Cam ổn thôi, không được đẹp trong tầm giá. Chắc là vì chip Dimensity cộng cam 30fps mới chê. Anh em chê camera chứ thực tế mình dùng camera ổn nhé. Dù cam đẹp mà không biết chụp cũng thành xấu. Chụp ảnh up lên mạng ok phết, chứ còn muốn xuất sắc thì cứ mua máy ảnh chụp cho nhanh. Tất cả đều ngon, trừ cái camera thôi. Cam sau thì còn ổn, chứ cam trước chống mù thôi, kiểu làm cho có. Rất nhiều bạn chê về camera nhé. Mặc dù các bạn lưu ý này, cái phần camera chính phía sau ấy, Redmi K60 Ultra dùng chung cảm biến so với cả Redmi K60 Pro. Nhưng mà mình cũng công nhận nhá, team mình thì từng làm một cái video test rồi, và mình so sánh kết quả chụp ảnh của chiếc Redmi K60 Pro với cả Redmi K60 Ultra thì ảnh của chiếc K60 Ultra ấy, nó sẽ bị đục hơn khá là nhiều nhá, xấu hơn tương đối. Mình nghĩ lý do của việc này cũng là vì con chip Dimensity anh em nhá. Tại vì cùng cảm biến rồi mà, thì có thể chip Dimensity ấy xử lý hình ảnh chụp xong nó sẽ kém hơn. Đấy. Và công nhận chiếc K60 Pro thì có cam trước 60fps, trong khi K60 Ultra sẽ chỉ là 30 mà thôi. Nhưng bạn làm top top ấy, cân đối trước khi mua chiếc Redmi K60 Ultra. Không hiểu sao bên anh review con này mượt lắm, mà em chơi Genshin lag kinh khủng, chưa xóa roi xe. Máy lúc cầm trên tay nhỏ hơn tưởng tượng, nhưng xài mượt nên thích. Thì đúng rồi, bạn chưa xóa cái phần roi xe thì máy sẽ bị bóp hiệu năng nha, thì chơi Genshin ấy nó sẽ giật hơn. Nhưng mà đánh đổi lại khi mà mình xóa roi xe thì nhiệt độ của máy sẽ nóng hơn, hai mặt thôi. Con này ngon, sạc ok, chơi game không nóng quá, nhưng đôi khi bị giật, bị khởi động lại không rõ nguyên nhân, và phần hỗ trợ tiếp cận với Bluetooth bị thoát ra màn hình chính. Khi dùng ứng dụng như xem video trên Facebook này, YouTube, TikTok thì bị tối màn hình sau một khoảng thời gian không chạm vô, mà bình thường như mấy con điện thoại khác màn hình sẽ luôn sáng. Mà mong anh test. Bạn Nguyễn Đức Hạnh nhá, bạn comment lại giúp mình vào video này xem là bạn dùng ROM gốc hay là dùng ROM mod nha. Tại vì cái vụ mà kiểu khởi động lại này hay là một vài tính năng bị lỗi, mình nghi khả năng rất cao là do bạn dùng ROM mod. Đó. Hỗ trợ game cộng ROM ít quá, đúng không? Em K60 Ultra thì sẽ bị phụ thuộc vào ROM Việt Nam nhá. Chứ còn em này ROM EU, ROM quốc tế, mình thấy bị lỗi. Nhất là cái phần camera, toàn lỗi thôi. Thiếu đỗ, thích, có chống nước, máy dùng mát, sạc nhanh, thiết kế ok, pin trâu, chê, máy tàu, đẻ nhanh và nhiều máy ngon quá. Tầm giá con này cũng nhiều lựa chọn, đúng rồi. Tầm giá này thì phân vân với cả Redmi K60 Pro, đúng không? Không biết anh em nghĩ sao, chứ tôi thấy có kháng nước là ok, vì tôi ở miền Tây Nam Bộ. Khi up ROM ổn thì máy chạy ổn, chưa thấy chê điểm gì. Có chăng chỉ là camera do ít dùng cam. Ok. Camera ngon, màn đẹp, pin trâu, chip ổn, quá ok. Mỗi tội kiếm ROM hơi khó. Đấy, vẫn là vấn đề ROM nhá. Tổng kết lại thì với chiếc Redmi K60 Ultra ấy, thường các bạn sẽ chê 3 điểm như sau. Đầu tiên là về máy, hiện tại vẫn đang ít ROM anh em nhá, phụ thuộc Việt Nam mà. Thứ hai, camera của máy thì hơi xấu, cam trước chỉ là 30fps. Và thứ ba, chip Dimensity thì chưa biết mạnh hay không nhá, cứ chê đã. Và đây sẽ là quan điểm cá nhân của mình về chiếc Redmi K60 Ultra. Mình sẽ chia thành 3 mục đi, khen này, bình thường và chê. Đầu tiên sẽ là khen nhá, tất nhiên rồi. Đây là một chiếc máy hiếm hoi của nhà Redmi K mà có kháng nước, đấy, IP68 luôn, dùng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều.
Ngoài ra khi mà trải nghiệm ấy thì mình thấy loa ngoài của chiếc K60 Ultra khá là ok. Nó hay hơn một chút so với cả chiếc K60 Pro, kiểu âm bass nó căng hơn ấy. Rồi thì màn hình của chiếc máy này mình thấy cũng trong hơn một chút so với cả K60 Pro nhá. Độ phân giải thấp hơn nhưng mà được cái độ sáng cao hơn khá là nhiều. 2600 nit cơ mà, 144Hz nữa, rất ok. Về điểm bình thường thì cũng khá nhiều. Pin 5000 châu này, sạc nhanh 120W. Camera của máy thì nhiều bạn chê, nhưng với quan điểm của mình nhá là bình thường, tại vì trước giờ cái dòng Redmi K ấy chụp ảnh đều sẽ không quá đẹp, các bạn thường sẽ phải chỉnh lại màu sắc một chút. Và con chip Dimensity 9200 Plus nữa, với quan điểm của mình thì trong tầm giá khoảng tầm 8-9 triệu thì hiệu năng như vậy là ok, ổn áp. Và mình cũng sẽ chê hai điểm về chiếc Redmi K60 Ultra. Đầu tiên là về cam trước, 30fps thì làm sao mà quay top được đúng không? Và thứ hai, ROM rủng em mày thì đó, phụ thuộc vào team Việt Nam nhé. Sau này các bạn dùng lâu dài ấy, có thể sẽ không có ROM. Đấy, tại vì em nó mới ra mắt mà. Bây giờ giá rẻ cấu hình ngon thì nhiều người mua, có nhiều ROM. Chứ còn sau khoảng 1-2 năm ấy, chưa chắc đâu nha. Ok, vừa xong là tất cả về chiếc Redmi K60 Ultra, cả quan điểm cá nhân của mình này, cộng với cả đánh giá của anh em trên hội nhóm nữa. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc máy này? Trong tầm giá khoảng tầm 8-9 triệu ấy, có xứng đáng hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên check mức giá cụ thể dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.